Absolutely, the worst kind of game. Come on, if you think wizard is worst kind of game, wait, stay here and enjoy my gameplay. I'm wrong. Okay, level 10. Luck, luck. Yes, hack my chop. Okay, level 12. What about this guy? Lock first? Oh, let me probe with us. How cycle? Duck prince. Goblin Zion, duck prince. Oh, no, no. Zion. Yes, exactly. Prince, double prince. No, go lock base. It's lock base. Lock base, double prince. Exactly. Lock base, double prince. Okay. Thấy ung thư thực sự luôn đấy. Dark Prince. So some lock best player. Wait. Let's go! Dark Prince! Prince! One hit, flee. Good. Okay, nice. Not bad. So let me try get the first tower trophy, foot tower. Good job. Look, that goblin dead. Yali? Thông thường thì thêm spell to thì mình tốc độ mạng còn ngon thế này mà đôi khi vẫn còn thấy chậm. Nhiều khi nó còn nhảy rất tưng tưng tưng. Không biết là vấn đề về gì. Nói chung là tìm mắt chắc nhỉ. Nhiều khi được mà sau trận đấy thắng cái lại xong rồi lên tiếp tục là thua. Rồi lại Eric. Good luck. Turn up Hummus. Ok, the first I am Sip Raju Subro. Hey. So ok, first I will one drop wizard. First, I want to try the cycle wizard. Skeleton, Infra Dragon. So, drop skeleton here. Support the wizards. Come on! I know this deck, I know. Palu Fizi. So, let me try hit drop here. Block like block tornado, where? Block tornado. My heart gets so much damage. One hit, one more, two more. Good job. Okay, enough.
Okay, nice. Tiếp test download thì 100k. Xem mặt cam ca chỉ là lý thuyết em ơi, làm sao mà lên được. Lý thuyết rồi, nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ nữa chứ. Absolutely the worst car in the game. Come on, if you think it. Result in worst car in the game. Wait, stay here and enjoy my gameplay. Okay. Okay, oh no, he's... Okay, I keep that. Okay, time to kiss Wizard here. Wizard here. Seconds left. How did you feel? How do you feel? So, now, thực ra chẳng có cái deck nào toàn diện đâu. Nếu deck nó nhanh hơn của mình thì có cách nào để out cycle không hay chỉ sách trả chip không? Không, là nó đã nhanh hơn mình thì không bao giờ nó phải out cycle rồi. Nó ăn nhanh hơn mình thì cho dù khi nó chỉ sai cách đánh thôi. Chứ nếu các bạn mà cứ nghĩ là nhanh hơn mà out cycle rất là khó. Các bạn... Ok, lock bait này mình tập trung chơi game này đã nhé. Giết bằng kích xét trước. Trong tuần này mình tốn khá nhiều Eli. Có thể dùng Tornado để counter được 3 con Goblin. Tuy nhiên thì mình rất ít khi sử dụng. Và mình kỹ năng của mình vẫn chưa đến cái mức đấy, nên là nhiều khi là mình cứ phải bỏ một con goblin ở phía bên phải. Trong cái tuần này thì mình có thể sử dụng cái con này cũng được. Arrow coming. Okay. Okay. Thanh niên này đã hơi lệch. Có lẽ là trên cao một chút thì có thể cao tới được con. Ôi, bộ phim của nó hay quá. Goblin Gang nó spam ở phía dưới. Thực sự là phải nói là khá là khó chịu. Hoặc tách bài rất hay. Có lẽ là mình phải cycle một cái bài khác hơn. Không dùng cái bài này nữa. Bài này nữa là bị còn bị nó có cycle rồi. Recess. Goblin Gang. Deaths. Thank you. Right, Tornado Rocket. Nicer. The best free wreck ever. Hello bạn. Trời ơi, lâu lắm mới quay trở lại. Dạo này làm ăn ngon không? Thành seller rồi. Cái đấy phải mua đó bác ạ. Cái đấy app này không free đâu. Ok, nice. Good job.
nhạc nó vào đây nó bị bản quyền đấy. Màu yếu với hai nó không có bí linh. Rồi bé ca, nó rồi. Anh chết được con này đã. Với Jafizi lại cùng với lại Nai à? Khó hiểu. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, and when I'm gone, I'll be right there. Ê, phá trường á. Chí này bắn rất ẩu nhá. Bye-bye. Are you kidding me, boy? Here's to the ones who let shine through the rain. The ones who stood for something more. We won't forget your name. The tide is high, say goodbye. Nice, easy. Set and say. And all those midnight secrets told. We'll take them to the grave. So when I'm subscribe.